Tết này thì chị Hà sẽ đón một cái Tết với diện mạo mới chị Hà. Chúng ta sẽ không còn cái tình trạng giãn mao mạch ở trên vùng mặt của mình nữa ạ. Chúng ta thấy là khi mà laser đi đến đâu thì các sợi mao mạch ngay lập tức biến mất luôn. Chuyên gia Nguyên Sương có thể nói một chút về mức độ đáp ứng của chị Hà ngày hôm nay được không ạ? Vì là các sợi mao mạch của chị Hà rất là rõ, vì thế nên là cái hiện tượng đáp ứng laser cũng diễn ra rất là mạnh. Khi mà laser đi đến đâu thì lập tức những cái sợi mao mạch đã co rút luôn tức thì. Vâng ạ, không biết là quý vị, quý chị em có thấy không ạ? Bằng mắt thường chúng ta nhìn thấy rất là rõ cái hiện tượng này. Đó, đáp ứng rất là tốt luôn. Và với tình trạng đáp ứng như thế này thì Tết này thì chị Hà sẽ đón một cái Tết với diện mạo mới chị Hà. Chúng ta sẽ không còn cái tình trạng giãn mao mạch ở trên vùng mặt của mình nữa ạ. Sau quá trình mà chị Hà điều trị giãn mao mạch như thế này thì chị Hà có cần phải kiêng khem hay là chăm sóc da như thế nào không chuyên gia Nguyên Dương? Như mọi người có thể thấy là laser gần như là tương tác làm co rút sợi mao mạch mà không ảnh hưởng gì đến nền da bên trên cả. Gần như là nền da bên trên vẫn hoàn toàn như bình thường. Vì thế nên là sau khi mà điều trị xong về nhà khách hàng không cần phải kiêng cử bất kể một cái gì cả. Chỉ cần là bôi thuốc theo đúng là chỉ định của bên cơ sở là được. Như vậy là rất là đơn giản. Chị em phụ nữ chúng ta cũng đang gặp phải tình trạng giãn mao mạch giống như chị Hà đây thì hãy liên hệ với phòng khám chuyên khoa da liễu thẩm mỹ Ohio quý vị nhé. Sạch giãn mao mạch, da xinh như ý, đẹp kịp đón xuân, chỉ còn 20 suất, đặt lịch ngay.